Huy Trần bị chê kém tinh tế khi bỏ rơi cô dâu Ngô Thành Vân, netizen tranh luận gay gắt. Hành động của chú rể Huy Trần tại đám cưới vô tình gây nhiều tranh cãi. Chiều ngày 8 tháng 5, cả showbiz Việt gửi lời chúc mừng đến Ngô Thành Vân và Huy Trần khi cả hai chính thức về chung một nhà. Mặc dù có mối quan hệ rộng rãi nhưng cặp đôi chỉ mời giới hạn 50 khách bao gồm gia đình, người thân, bạn bè. Hôn lễ diễn ra trên bãi biển của một resort 5 sao sang cảnh bậc nhất thành phố Đà Nẵng. Được biết, tông màu chủ đạo của lễ cưới là màu trắng. Phần decor xuất hiện nhiều loại hoa nhập khẩu từ châu Âu như tulip, iris, diên vĩ, planet, baby brow, queens and play. Đặc biệt, không thể thiếu sự xuất hiện của Veronica. Đây cũng là tên tiếng Anh được Ngô Thanh Vân sử dụng trong công việc và hoạt động tại nước ngoài. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, mới đây netizen bàn tán sôi nổi về một khoảnh khắc chớp nhoáng tại hậu trường. Cụ thể, sau khi kết thúc phần nghi thức khoảng 17 giờ, diễn viên phim Tấm Cám và chồng trẻ cùng thay bộ trang phục thứ hai để tham gia tiệc đãi khách. Tuy nhiên, câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cộng đồng mạng bắt lộ chú rể Huy Trần đi trước để cô dâu vất vả di chuyển trong chiếc váy cưới cồng kềnh phía sau. Theo hình ảnh được ghi lại, Ngô Thanh Vân diện thiết kế trẻ vai tôn lên vóc dáng thanh mảnh ở độ tuổi U40. Nhưng vì khoảng cách từ phòng thay đồ đến nơi diễn ra tiệc khá xa, nên đã nữ buộc phải dùng tay nâng phần tùng váy. Cộng thêm mang giày cao gót và di chuyển trên các biển nên phải có hai người đi cạnh hỗ trợ. Thế nhưng thay vì cầm tay giữ bước bà xã, chú rể Huy Trần lại một mình rảo bước đi trước. Hành động này được cho là kém tinh tế, nhất là vào ngày trọng đại như thế này. Nếu lúc đó cặp đôi cùng nắm tay dưới hoàng hôn thì chắc chắn Huy Trần sẽ ẵm trọn 10 điểm trong mắt công chúng. Một cánh mày râu ngay sau đó cũng lên tiếng bênh vực Huy Trần. Mặc dù không trực tiếp đỡ tay Ngô Thanh Vân nhưng chú rể vẫn thường xuyên ngoái đầu nhìn lại, không hề có chuyện bỏ rơi như tin đồn. Một phần vì thời gian gấp rút lại thấy Ngô Thanh Vân đã được giúp đỡ nên anh mới yên tâm bước đi một mình. Một số bình luận từ khán giả, chị Hồng Thanh Long viết, không có được một chút gì gọi là quan tâm. Tài khoản Hậu Đặng tiếp lời, chú rể lo cho bản thân thôi, hài dễ sợ, thương cô dâu chỗ nào ta. Cô dâu trang điểm mấy lớp, mang váy mấy ký mới là người mệt nhất. Chú rể mang có bộ vest nhanh nhẹn hơn mà lại không đi bên cạnh phụ xách váy cho cô dâu. Tài khoản Ý Nhi thắc mắc, nếu như đây là đi trên đường hoặc ở rạp hay nhà hàng thì không vấn đề gì, nhưng đây là đi trên cát thêm váy nặng. Dù biết là có bạn kè, nhưng chú rể vẫn phải kè cô dâu một bên chứ. Cứ đi trước bỏ xa cô dâu một khúc, lạnh lùng nhưng cũng phải ấm áp chứ nhở. Anh Lộc Nguyễn bình luận, ban đầu mình cũng thấy sao sao nhưng mình nhìn lại có vẻ lối đi hơi hẹp mọi người ơi nên chú rể mới đi trước. Xem ngôn tình riết rồi thấy cái gì cũng phải dính lấy nhau. Đã có hai người phụ cô dâu chú rể vô nữa là ba cũng đâu cần thiết phải vậy. Họ quan tâm nhau ở nơi không người, không cần phô trương họ vẫn hạnh phúc là được mà. Trong phần nghi thức, cặp đôi Ngô Thanh Vân Huy Trần xúc động và dành cho đối phương những lời lẽ tình cảm. Đã nữ màn ảnh không còn dáng vẻ lạnh lùng, thay vào đó là một cô dâu ngọt ngào khép nép đứng bên bạn đời. Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. 12 năm Vân cô đơn và tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần. Huy đến với Vân không có gì hào nhoáng, chỉ cần đưa khăn giấy cho Vân khóc và nhắc Vân nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn công việc, như vậy là đủ. Vân hứa là một người vợ tốt và sẵn sàng có những đứa con. Ngô Thanh Vân bật khóc chia sẻ. Sau khi kết thúc hôn lễ tại Đà Nẵng, trên trang cá nhân, diễn viên phim Hai Phượng bất ngờ công bố đoạn clip làm thánh lễ tại đất nước Na Uy. Buổi lễ được tổ chức tại một nhà thờ với sự góp mặt của một số người thân. Trong video, nữ diễn viên gây xúc động khi diện váy cưới trắng cầm di ảnh của người bố nuôi để tiến vào lễ đường. Ngô Thanh Vân bộc bạch, cách đây 22 năm, khi 16 tuổi, tôi có nói rằng lúc nào tôi lấy chồng thì ông sẽ cầm tay tôi dẫn đến chú rể. Đó chỉ là một lời hứa trẻ con nhưng tôi thấy được trong ánh mắt của ông rất tự hào. Đối với ông, một người tốt bụng, thật thà, chất phác nên ông nghĩ mọi thứ rất nghiêm túc. Tôi cứ nghĩ ngày đó sẽ tới sớm hơn để ông có thể làm được điều đó và để ông cảm thấy tự hào, hạnh phúc. Ông đã chờ quá lâu và không có cơ hội làm điều đó nữa.